Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Xin chào mọi người. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ cùng tham gia chương trình. Chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như các vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hoàng Biên, năm nay em 25 tuổi. Quê gốc của em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tim Sen và hiện tại em đang là chuyên viên kế toán tại công ty này. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy? Dạ em ở quận Hóc Môn anh. Quận luôn hả? Đúng rồi, em tự phong. Dạ. Em tự phong mà. Được, từ từ cũng tới quận à. Dạ. Rồi. Bạn ở với ai? Dạ em ở với gia đình bố mẹ của em ạ. Mời bạn gái. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt ngày hôm nay và em xin chào bạn nam ạ. Em tên đầy đủ là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước nhưng mà hiện em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính. À, tình trường thì sao em? Tình trường thì em chỉ mới trải qua một mối tình, nhưng mà mối tình đó hồi còn sinh viên chị. Bao lâu rồi? Dạ, chắc đây cũng 2 năm. Vậy quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 5-6 tháng. Có 5-6 tháng à? Dạ. Bạn gái bên kia yêu mới có 5-6 tháng, tức là mối tình rất là nhẹ nhàng hay trôi qua. Còn em, mấy mối tình rồi? Nhưng mà anh theo em, anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất, em quen mà, anh hỏi anh Quyền Linh. Chắc nhiều. Trời, trước giờ là mọi người đều có quan điểm sai lầm về cái chuyện tình cảm của em. Mặc dù mọi người nãy giờ thấy em rất là hoạt bát, ai cũng khi mà em tiếp xúc tới hay là ý định cưa cẩm như là bạn gái đó thì bạn gái đều tưởng ồ mày hay là bạn gì mà nói chuyện vậy mà không có người yêu là sao. Và thực chất em nói thẳng với mọi người luôn là em chưa trải qua mối tình nào. Lý do thì trước đó đi làm thì em quan điểm của em là khi mà mình chưa đi làm mình còn phụ thuộc vào gia đình, đi học thì mình tập trung cho mình học thôi, chứ mà định yêu đương này nọ thì nói chung nó cũng tốn khá nhiều thời gian cũng như là cái tiền bạc đó. Nói chung là những vấn đề liên quan đó, tại mình không có tự chủ được mình. Giai đoạn sau khi đi làm thì em cũng cố gắng lắm, cũng cưa bạn này bạn kia, nhưng mà cuối cùng là do cái duyên chưa tới hay sao, nói chung là cũng chưa có hợp. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân nào đó mà tại sao mình đi cưa hoài mà không được nữa chứ. Chắc tại mình lanh lợi quá hay là mình chém gió nhiều quá nên bạn nữ sợ. Đúng có thể. Nhưng mà trong tới em khẳng định với anh là tới đến thời điểm này á, là cái mối quan hệ nói chung em trước giờ em quan điểm về tình yêu của em là phải gần như chắc chắn em mới quen biết, như là mối quan hệ xác định kết quả đàng hoàng à. Nghĩa là phải tiến tới hôn nhân hoặc như thế nào đó lâu dài. Và em cũng đặt mục tiêu trong 28 này của em á là cuối năm lấy vợ. Rồi, dù giờ rồi. Chưa có người yêu. Cuối năm nay lấy luôn hả? Giờ chưa có người yêu mà cuối năm nay lấy luôn hả? Dạ thì em đó là em đặt mục tiêu thôi. Khi mà mình gặp được người bạn nữ mà đồng điệu với mình á thì thời gian không quan trọng nữa. Đồng điệu là... muốn tìm người bạn nữ như thế nào để tới cuối năm nay cưới nè? À, về ngoại hình thì em cũng không cần cao thấp hay như thế nào đâu, nhưng mà chủ yếu là bạn gái em không được gầy. Rồi cười. Cái thứ hai là về tính cách thì nói chung là phải biết vui vẻ, hòa đồng với mọi người, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Vậy em hỏi là anh bên kia có hút thuốc không anh? À, nãy giờ mình chưa giới thiệu thêm, mình là một người thanh niên 30. Không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, nhưng mà mình biết uống bia nha. Dạ em chào chị. Ê, lành lắm đó nha. Bây giờ là nói là cuối năm nay cưới đám cưới phải không? Dạ. Chuẩn bị gì rồi? Em biết ngay chị hỏi nhưng mà. Chứ biết rồi, tự trả dạ, lời. Dạ, thì nói chung là hiện tại công việc của em khá là ổn định rồi. Nói chung em cũng chưa chuẩn bị nhiều nhưng mà em có điểm tựa là gia đình. Cái chỗ ở thì tất nhiên ở với ba mẹ, tại em là con trai út trong gia đình ba người. Rồi. Cưới ba mẹ lo luôn. Nói chung lo một phần nữa thôi, chủ yếu là mình nữa. Mà giờ đám cưới rồi về ở rồi trong nhà có giúp hứa giúp đỡ gì không? À, nhắc đến cái này thì nói chung trong cái dịp Tết vừa rồi á có một lời hứa nó rất là thú vị. Nghĩa là anh chị của em là hứa là khi mà cưới sẽ trao phần giải thưởng là 50 triệu luôn. Trời gì trao giải thưởng vậy, là anh chị em biết em có cái gì không thể lấy vợ được hả? Không, có nghĩa là trong cái câu chuyện đầu năm vui vui tươi như vậy đó thì mình nói những câu chuyện vui nhưng mà vui ở đây là thật luôn á chị. Là có hứa luôn, cam kết luôn. Cam kết thì chưa ký giấy tờ nên chưa gọi là cam kết thì hứa. Bây giờ về phải làm sao mà phải bắt chị ký vô vậy? Không, anh em họ hàng chứng kiến nhiều lắm chị. À vậy hả? Không sao, không sao. 50 triệu hả? Dạ. Ngon rồi, vậy là ngon rồi. Coi như này bấm nút là có 50 triệu đúng bấm không? Bấm nút không. Là chia cho chị Linh 25 triệu chưa, nha. Chưa vậy phải cưới, giống như chương trình có cái tivi đó, khi nào cưới nhau mới có tivi. Ủa cũng... vậy là khi đám cưới là chia cho chị Linh 25 triệu đúng không? Rồi anh chị mà đi tham dự đi em chia luôn. Mấy người bà con xung quanh mà chứng kiến đó rồi người ta không có cổ vũ gì hết trơn. Trời em là quy bằng chỉ không chị ơi. Cái ý là cô gì chú bán là đi bằng chỉ không à, em quy định cho luôn á. Là ai tới đám cưới là chỉ vậy hả? Không, chỉ ở đây là chỉ vàng á chị. Đông không? Bà con cô bác đông không? Dạ cũng bên nội ngoại cũng khá là đông. Dạ, chắc bữa đó đeo vàng đỏ tay nha. Thôi được rồi tôi về. Đeo vàng đỏ tay nha.
Phải bồi dưỡng ăn cho mập mập vô để anh đeo vàng nha. Thấy vàng nó khoái không? Được rồi, để anh qua anh xem coi thế nào nha. Cái gì nháy mắt em nha anh. Rồi, ok. Ồ, chào em gái. Đúng là hơi gầy chút xíu, dạ. Nhỏ con. Nhưng mà mặt xinh xắn được rồi. Dạ. Bây giờ em nghe chàng trai em kia, em thấy yên tâm được chàng trai này không? Dạ, nghe nói anh, còn nếu như là tiếp xúc thì mình mới biết. Anh thấy trong anh ấy có một cái tính chân thành đó. Cũng nghĩ sao nói vậy nhưng mà hơi lanh chút xíu. Dạ, tại em nghĩ là do tính chất công việc nên là anh lanh. Đúng rồi. Em nghĩ em làm dâu tốt không? Anh con trai út đó. Được phải không? Được. Rồi hả? Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ và đồng nghiệp với lại bạn bè. À, cho chị gặp mẹ em đi. Xin chào MC Quyền Linh, chị MC Cát Tường. Chào cô. Cùng tất cả các anh chị em, các cháu ngồi trong trường quay. Mình cũng là một fan hâm mộ của chương trình. Năm vừa rồi thì cũng nói vui với con thôi, bảo là nếu như mà ế quá con ạ thì lên chương trình bạn muốn hẹn hò đi, nhờ MC Quyền Linh với Cát Tường làm mai cho mình. Hôm nay thì cũng được rồi, thì theo mẹ thấy bạn bên này thì lanh. Còn về cái vấn đề mà tình cảm thì cái này thì cũng là do hai cháu, tức là tụi con bây giờ lớn rồi và chúng ta tự nghe tiếng nói của con tim mình, chứ cha mẹ cũng không thể mà nói được hay không được. Dạ, cảm ơn dạ, cô. Cảm ơn cô, hay quá. Chúng ta đi với ai? Dạ, hôm nay tham gia chương trình thì em đi một lực lượng rất hùng hậu, cả nhà em đi, đồng nghiệp bạn bè luôn à. Có ba mẹ luôn. Dạ hả? Có ba mẹ anh chị. Hay em. Quá. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà mối Cát Tường, dạ. Xinh đẹp duyên dáng. Dạ cháu cảm ơn ạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay. Tôi là ba của cháu Biên, cũng là cán bộ nghỉ hưu được 5 năm nay rồi. Biên cũng được bố mẹ nuôi ăn học xong là thực hiện cái nghĩa vụ 18 tháng được rèn luyện trong quân đội. Và như vậy công việc gia đình tương đối đảm đang, biết nấu ăn các kiểu, tự giặt rủ quần áo, lau nhà cửa. Đấy là cái điểm mạnh. Về công việc thì như vậy là chắc là nhường cho, như vậy là anh giám đốc của công ty giáo Bin sẽ nói về vấn đề công việc. Và lên đây là một cái duyên rồi, thì hai con cố gắng tìm hiểu cho kỹ. Và cũng như lời con trai nói, cố gắng làm sao cuối năm hai bên gia đình có quân dâu hiền, có rể thảo, là điều mong muốn của gia đình chúng tôi. À, cảm ơn chú. Nãy ba bác trai có nói đi với sếp. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Biên là đồng nghiệp, là cũng là nhân viên công ty chúng tôi, thì nay cũng được hơn một năm. Thì trong công ty chúng tôi có một đặc điểm công việc, đó là phải trở thành một con người có chính trực và trách nhiệm trong công việc. Đó là đặc điểm nghề nghiệp, và đương nhiên là Biên cũng là một người trong số đó. Là tính cách của Biên rất là vui. Biên là người truyền lửa, truyền năng lượng trong công ty chúng tôi rất là tốt. Trong công việc khi có mệt mỏi thì Biên cũng có cách để tạo cho đồng nghiệp vui vẻ hơn. Thì thông qua chương trình này cũng hy vọng Biên rằng là đầu năm thì có duyên, cuối năm thì có nợ. Vâng, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau và bàn tiếp tục những cái việc nãy giờ hai rồi, bạn còn suy lên, nghĩ ha. Kéo màn lên. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, nhưng đây em cũng có cuốn sách nhỏ tặng anh. À, rồi, cảm ơn em. Rồi, hai bạn cứ nói chuyện nhau thoải mái đi. Trước nhường em hỏi trước. Dạ, anh thấy sao vậy? Thì nói chung là về ngoại hình cho anh thấy em là ngoại hình cũng dễ nhìn. Tính tình thì nói chung là cũng thấy hợp với tuổi trẻ của anh. Nên ra cũng khá là thấy có vẻ có những điểm chung. Còn anh hơn em một tuổi. Mà chắc là anh nghĩ cái ấn tượng khi mà gặp anh lần đầu á, thì nó phải già hơn 3-4 tuổi đúng không em? Không, già hơn 2 tuổi. À vậy hả? Giờ là em cũng buông cho anh. Hôm nay đúng quá. Có gầy lắm không em? Dạ. Là có gầy quá không? Không, vậy là được rồi chứ gì. Vậy là vỗ béo được đúng không? Dạ đúng rồi, chắc em cao hơn 1m6 đúng không em? Dạ không tới anh. À sao nhìn em cao quá. Phải ốm mới cứng. À. Nhưng mà anh mập vậy em có thấy được không? Dạ em nghĩ là ốm lại chút xíu thì đẹp. Cổ thích người mập mà. Ủa mà nãy đúng rồi em dạ, nói chuyện có da có thịt chứ. Có da có thịt em là được rồi. Dạ. Bây giờ em bạn trai nói chuyện thì em thích nhất bạn trai ở điều gì? Dạ, nói chung là cách nói chuyện của bạn là bạn khiến đối phương không cảm giác bị nhàm chán. Nói chung là bạn luôn có những cái sự hài hước trong câu nói của bạn. Còn bạn trai, bây giờ em thích ở bạn gái điều gì nhất? Em thích nhiều quá. Thích gì? Em thích nhiều quá chị. Thích nhiều quá hả? Nhưng giờ hỏi ra mất cảm chết. Mà cái cảm nhận của em, cái linh cảm, thần linh mách bảo của em là cuối năm nay em có giật được cái giải 50 triệu. Xác suất khoảng bao nhiêu phần trăm? Không, cái chuyện duyên đến với nhau không phải vì tiền đâu chị. Cái đó là một câu chuyện vui thôi, nếu mà đến với nhau thì càng tốt. Thì đây cũng là chuyện vui thôi, theo em xác suất á.
xác suất nói chung hiện tại đến tính thời điểm này thì em nghĩ là phải 80% rồi. À, vậy hả? Không rồi. Đấy. Yên tâm rồi. Có vốn. Bây giờ nói chơi vui chứ quan trọng là trái tim chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không. Các bạn đang đối diện với ba mẹ, với người thân, với hàng triệu khán giả trên truyền hình, không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, mà chỉ bấm nút khi trái tim mình mách bảo. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, đánh rồi. Nắm tay đi các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng.